An nhàn vui khỏe xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tuổi đinh sử 1997 sinh con năm nào tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất. Để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố. Nam và nữ mạng sinh năm 1997 tuổi đinh sử, tức tuổi con trâu, thường gọi là hồ nội chi ngưu, tức trâu trong hồ nước. Mệnh thủy giản hạ thủy nghĩa là nước khe suối. Sương con trâu, tướng tinh con trùng. Tương sinh với mệnh, mộc và kim, tương khắc với mệnh, hỏa và thổ. Tuổi đinh sửu 1997 sinh con qua các năm. Tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm 2022. Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi nhâm dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là quá lâm chi hổ, tức hổ qua rừng. Mệnh kim kim bạch kim nghĩa là vàng bạch kim, Năm 2022 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá tốt, 3,5 trên 5 điểm. Như vậy, tuổi đinh sử 1997 hợp tuổi sinh con năm 2022. Tuổi đinh sử 1997 sinh con năm 2023, nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức mèo qua rừng. Mệnh Kim Kim Bạch Kim nghĩa là vàng bạch kim. Năm 2023 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình 2,5 trên 5 điểm. Như vậy, tuổi đinh sửu 1997 có thể sinh con năm 2023. Tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm 2024, nam và nữ sinh năm 2024 tuổi giáp thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là phục đầm chi lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh hỏa phúc đang hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 0,5 trên 5 điểm. Như vậy, tuổi đinh sửu 1997 không hợp tuổi sinh con năm 2024. Tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm 2025, nam và nữ sinh năm 2025 tuổi ất tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là xuất huyệt chi xà, tức rắn rời hang. Mệnh hỏa phúc đang hòa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình 2,5 trên 5 điểm. Như vậy, tuổi đinh sửu 1997 có thể sinh con năm 2025. Tuy nhiên, ngũ hành của bố mẹ và con Phạm Đại Hung nên tránh sinh con năm này vẫn hơn. Tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm 2026, nam và nữ sinh năm 2026 tuổi bính ngọ, tức tuổi con ngựa thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 1,5 trên 5 điểm. Như vậy, tuổi đinh sửu 1997 không hợp tuổi sinh con năm 2026. Tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm 2027, nam và nữ sinh năm 2027 tuổi đinh mùi, tức tuổi con dê thường gọi là thất quần chi dương, tức dê lạc đàn. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 1,5 trên 5 điểm. Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 không hợp tuổi sinh con năm 2027. Hy vọng với những thông tin trên, các bạn sẽ có kế hoạch cho việc trọng đại để mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Đừng quên like và đăng ký đăng kênh để ký ủng hộ để chúng ủng hộ tôi nhé. nhé chúc các bạn ngày mới vui vẻ